Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Theo yêu cầu của các bạn, thì hôm nay Limosa sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy giặt cửa trên Ubuntu một cách đơn giản và chi tiết nhất thông qua video này nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Ý nghĩa các ký hiệu trên bảng điều khiển. 1. Nút bật tắt nguồn. Nhấn nút này để bật máy giặt. Để tắt nguồn, hãy nhấn lại vào nó. Nếu không hoạt động trong 10 phút sau khi máy được bật, nguồn sẽ tự động bị cắt. Sau khi chương trình giặt kết thúc, nguồn điện sẽ tự động ngắt sau 5 giây. 2. Nút bắt đầu, tạm dừng. Nhấn nút này để khởi động máy chương trình giặt. Nhấn một lần để tạm dừng hoạt động, để tiếp tục, nhấn lại cùng một nút. Ở chế độ tắt máy, nhấn và giữ nút này trong 3 giây để tự động khởi động chương trình được xác định trước với cài đặt là chương trình hỗn hợp, quay đa chiều, xả thêm. 3. Nút mức nước. Nhấn nút để chọn mực nước phù hợp, từ 1 tới 8 tùy theo tải giặt không thể chọn mực nước cho, vệ sinh lòng giặt và vắt. 4. Nút chương trình. Nhấn nút để chọn chương trình giặt mong muốn. Khi bạn chọn chương trình hỗn hợp, giặt nhanh, vô tông, giặt vết bẩn, máy giặt tự động phát hiện và điều chỉnh lượng nước phù hợp. Nhấn và giữ nút chương trình trong 3 giây để đặt hoặc hủy chức năng khóa trẻ em. 5. Nút hẹn giờ. Sau khi bật nguồn, nhấn nút cài đặt sẵn để đặt chức năng quản lại và cài đặt trước thời gian, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình giặt. Thời gian quản lại có thể được đặt từ 1 tới 24 giờ. 6. Nút chức năng. Nhấn nút chức năng để chọn chức năng mong muốn. Nhiều lựa chọn không được phép và một số chương trình không thể chọn chức năng. 7. Nút chức năng đặc biệt. Nhấn nút chức năng đặc biệt để chọn giữa quay đa chiều và tả vòi trực tiếp, có thể chọn nhiều chức năng. Một số chương trình không thể chọn các chức năng này. 8. Màn hình hiển thị kỹ thuật số. Thời gian còn lại được hiển thị trong khi hoạt động. Ví dụ, 20 phút còn lại. Mực nước được hiển thị khi nhấn nút mực nước. Khi xảy ra lỗi, mã lỗi sẽ được hiển thị. Ví dụ, không nạp nước. Khi cài đặt khóa trẻ em, đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng. Thao tác cơ bản khi sử dụng máy giặt Ubuntu cửa trên. Trước khi giặt, bước 1, cắm vít nguồn vào ổ cắm điện. Bước 2, mở nước cấp cho máy giặt. Bước 3, cho đồ giặt vào máy. Bước 4, đóng cửa máy giặt. Bước 5, cho bột giặt hoặc nước giặt vào máy. Bắt đầu giặt. Bước 1, nhấn nút nguồn để khởi động máy giặt. Bước 2, nhấn lựa chọn chương trình giặt phù hợp. Theo đó, máy giặt cửa trên Ubuntu được trang bị nhiều chế độ giặt khác nhau. Do đó, bạn nên chọn chế độ phù hợp nha. Bước 3, chọn chức năng hoặc để chế độ mặc định. Bước 4, nhấn khởi động để máy giặt bắt đầu vận hành. Lưu ý, nếu bạn chọn chế độ mặc định thì có thể bỏ qua bước 3. Khi thiết bị giặt xong, một tiếng beep phát ra cho biết chương trình giặt kết thúc đồng thời trên màn hình hiển thị end. Các chế độ giặt của máy giặt Ubuntu cửa trên. Hỗn hợp, thích hợp để giặt hỗn hợp vải bông, vải lanh và quần áo tổng hợp. Cô tông, chương trình bông tiêu chuẩn, hiệu quả nhất về tiêu thụ nước và năng lượng. Giặt vết bẩn, được sử dụng để xử lý vết bẩn khó giặt trên quần áo bẩn, thích hợp cho vải cô tông, vải lanh, quần áo tổng hợp. Giặt nhanh quần áo nhỏ hoặc quần áo bị bẩn nhẹ. Vắt, quay tải sau đó đổ nước. Xả và vắt, đối với quần áo chỉ cần xả và vắt. Các chức năng đặc biệt của máy giặt Ubuntu cửa trên. 1. Chức năng cài đặt sẵn. Thời gian quản lại là thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình. Trước khi thiết lập chức năng cài đặt sẵn, trước tiên hãy mở vòi nước, đặt ống xả nước xuống và kiểm tra xem trục nối nhiều chiều có được bạn chặt để tránh rò rỉ nước hay không. Cách thiết lập chức năng cài đặt sẵn. Bước 1. Mở cửa và nhấn nút bật, tắt nguồn. Bước 2. Thêm đồ vào lòng giặt. Bước 3. Chọn chương trình, chức năng và mực nước thích hợp. Bước 4. Nhấn nút cài đặt sẵn để đặt thời gian quản lại. Thời gian quản lại có thể được cài đặt từ 1 đến 24 giờ. Bước 5. Thêm chất tẩy rửa và đóng cửa. Bước 6. Nhấn nút bắt đầu, tạm dừng. Sau khoảng 1 phút, tất cả các đèn ngoại trừ đèn chương trình đều tắt. Nếu chức năng khóa trẻ em được đặt, đèn khóa trẻ em sẽ sáng. Để xem chương trình đã chọn, nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút bật, tắt nguồn, chương. Trình đã chọn sẽ hiển thị trong 5 giây. Để thay đổi chương trình, hãy tắt máy và khởi động lại cài đặt. Chức năng cài đặt sẵn sẽ bị hủy sau khi rút dây nguồn hoặc mất điện. 2. Chức năng bộ nhớ thông minh. Áp dụng cho chương trình hỗn hợp, máy giặt sẽ tự động lưu cài đặt chương trình. Trong lần sử dụng tiếp theo, hãy bật nút bật, tắt nguồn và nhấn nút bắt đầu, tạm dừng, máy giặt sẽ tự động tiếp tục các cài đặt đã lưu. Các chức năng và cài đặt mực nước sẽ không được lưu. 3. Chức năng khóa trẻ em. Khóa các nút của bảng điều khiển không cho trẻ em sử dụng không đúng cách. Trẻ em với chức năng này. Sau khi chức năng khóa trẻ em được bật, tất cả các nút khác sẽ không phản hồi ngoại trừ nút bật, tắt nguồn. Các cài đặt, nhấn nút bật, tắt nguồn. Sau khi bật nguồn, nhấn và giữ nút chương trình trong vài giây cho đến khi bạn nghe thấy tiếng beep. Chức năng khóa trẻ em được kích hoạt.
để hủy. Hãy lặp lại các bước trên. 4. Giảm thời gian nhặt chọn chức năng nhanh để giảm thời gian chạy chương trình. Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 5. Chức năng giặt đồ nặng chọn chức năng giặt mạnh để tăng lưu lượng giặt với chuyển động của cánh quạt mạnh hơn, phù hợp với khối lượng lớn như chăn bông hoặc quần áo bị bẩn nhiều. Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 6. Chức năng giặt nhẹ. Chọn chức năng giặt nhẹ để giảm lưu lượng giặt, thích hợp cho quần áo lót, vải lụa. 7. Chức năng ngâm thêm. Chọn chức năng ngâm thêm để thêm quá trình ngâm trước khi giặt. Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 8. Chức năng xả thêm. Chọn chức năng xả thêm để thêm một lần xả nữa, làm giảm cặn chất tẩy rửa. Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 9. Chức năng vệ sinh lòng giặt. Chức năng vệ sinh lòng giặt có thể làm sạch thùng bên trong sau thời gian dài sử dụng. Sau khi cài đặt thành công, IH sẽ hiển thị và thời gian còn lại sẽ hiển thị sau khi bắt đầu. Khi sử dụng chức năng này, lòng giặt phải trống. 10. Chức năng giặt tay. Chọn chức năng giặt que đa chiều. Chức năng này hoạt động bằng cách mô phỏng hoạt động giặt tay theo dòng nước để nâng cao hiệu suất giặt. Một số chương trình không thể chọn chức năng này. Không thể kết hợp chức năng này với các chức năng giặt nhẹ, giặt nhanh, vệ sinh lòng, giặt hoặc giặt nặng. 11. Chức năng tả vòi trực tiếp. Chọn chức năng tả vòi trực tiếp để sử dụng nước mát đang chảy cho lần tả cuối cùng, giảm thiểu dư lượng chất tẩy rửa. Một số chương trình không thể thiết lập chức năng này. Không thể kết hợp chức năng này với chức năng giặt nhanh. Với cách hướng dẫn sử dụng máy giặt rửa trên Ubuntu Limosa, hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy giặt dễ dàng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.